Hoàng ơi, Tết nhất đến đây rồi, chưa xong gì cả. Anh Hoàng ơi, lại tao phải sinh rồi gì? Không, việc riêng. Gặp quy làm cửa thì nhận gì? Năm chia. Nhanh lên, vào việc đi. Các táo lên cả rồi đấy. Được. Người xem danh sách xem táo nào đầu tiên cho vào gần như là vừa. Rồi, đâu cơ? Mời táo kinh tế vào trước nhỉ? Việt Nam ơi, Việt Nam ơi. Tối nay sang nhà. Không, 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 không
mình cái gì. Còn đến thằng kia mẹ đã, thằng này toàn chắc, thằng này chắc chắn chắc đến thằng này em chỉ lỗi. Tế ơi. Này tao chạy mất mấy chút chúng ta mới vào được đến đây. Này anh nhìn thấy cái biển, mày nhìn thấy biển chưa? Rồi rồi rồi. Tao chỉ tìm đâu lên đây nhá. Rồi. Hôm nay cho khoảng sao tính ra bao nhiêu nhỉ? Kinh nó khác. Ôi chạy tí mà đâm này. Nóng coi thế. Đấy này. Coi chết coi. Anh người béo này là không đương. Đúng nhiều chẳng sợ. Ừ. Thế chẳng sợ thì đọc báo cái thông báo nó láo đi. Rồi. Thôi được rồi. Dạ mày mùa đông là sẽ khô lắm đấy. Rồi. Ừ. Có nhiều nhưng mà cũng kiện son phấn cho cô cả khác lo. Có chỗ này. Đi sửa ba phun đấy. Đấy. Người ta đỡ cho mình chẳng suốt đấy. Anh ấy thằng kinh trọng. Ừ, rồi dạ quá. Năm này báo cáo cũng nhiều. Cho vào. Kinh tế phải không? Mời tao kinh tế vào chào. Anh năm nay trông béo tốt, khỏe mạnh. Trông vía, năm nào cũng vậy. Này cái thằng kinh nhá. Mày đứng chỗ nào mày không đứng, sao mày đứng vẫn cái vuông cây đào của tao đấy. Mày đi ra mày nhìn thấy chú Tân kia không? Cây đào đấy của tao còn Tân đấy nhá. Hàng thừa. Sao mày? Cho báo cáo đi. Lắm đi nhiều lời. Ra tôi bảo là mày nhồ quá. Chúng ta sẽ thành ba thể loại khác nhau trên lựa chọn thể loại thứ nhất, thể loại thứ hai là thơ lục bát, còn thể loại thứ ba là nhạc thiếu nhi. Nhìn con đi gặp Hoàng là thần biết mà Hoàng thích nhạc thiếu nhi rồi. Thôi thần xin phép được báo cáo luôn. Thần giảng danh sẽ về gần 7%, về phần xuân cũng có mạnh với hơn 200 tỷ đô la. Trong năm nay nhân dân ta vui đón chào APEC thật to, giúp ta hơn thế vì Việt Nam đón President Trump. EDD thật cao lên tới 960 cơ, thật tuyệt vời đã nghe buồn mình cuối 900 đô lại gần đây. Trong năm nay nhân dân ta vui đón kinh tế tăng hàng cao, khắp khắp nơi vui mừng hân hoan, tháo hước xuân đang về quanh ta. À, hay cho người năm nay kinh tế phát triển vững bền. À, cảm ơn bạn. Tôi chờ đào phúc lắm nhỉ, làm còi này. Phúc nào sao phúc đấy? Ừ, như là một cái còi. Cho nó xuôi. Này, xe của anh là cổng, nhớ bảo đều với trông nhá. Xe rồi, gỡ. Chỗ chị em với anh bảo rồi. Dạ. Anh nhớ rồi cô. Chỗ chị em đấy là. Này như không có quen đâu nhá. Chuyện mấy rồi đúng rồi. Thôi, tháng năm mới sắp đến rồi. Ngươi xem còn cái táo nào nó mới mẻ một chút. Ngươi gọi ra đi xem nào. Vâng ạ. Tôi. Còn có gì đấy. Còn có dùng á, hay là đổi vị gì đấy? Không được đổi vị xem. Vâng. Ê Dung về, cho cháu Dung về. Cho cháu Dung về. Cho cháu Dung. Ố. Cái gì đấy này? Này này. Dung quen thế thôi. Này này. Anh lại bảo nào. Quên cho bảo tiền. Mới nhận chức, mới nhận chức. Dù đấy kinh nghiệm. Thế thì mới nhận chức năm nay giống chứ. Giống cô Lôi mà. Ừ. Nhớ đi, cho thử đấy, không được gọi là cô đầu ở đâu năm ngoài, cô đầu ở đây, không, thế thôi. Này nhưng mà kinh nghiệm là cái khoản nào là phải ra khoản đấy nữa đấy. Ừ, đã nhất rồi, khoản nào ra khoản đấy, chức vụ nào ra chức vụ đấy, không hề nhé. Ừ. Ok, ok. Ra bảo anh ra giúp đây rồi. Nhanh lên. Ừ.
mọi người đều thấy hoang mang. Dự là khoảng 3 năm nữa sẽ đưa vào đổi mới chương trình toàn xanh lá cối, bọn em đã phải học mới hết thôi. Bảo hành mầm non ghê quá, cô đi đăng ký từ cháu, cháu nào mà muốn nghỉ thêm, ôi thôi, cô đập là nát chân luôn. Đợi vừa rồi Olympic đi chân gặp cả nuôi sinh học vật lý nhiều về, nhưng không xanh lòng và phân hại thì ra tại vì giáo dục của em thì cũng có nhiều điểm thừa sót, nhiều thành tích trong năm nay mà lấy con lấy thế này nhá, cái ngành mầm non là chắc làm được đấy. Tôi sẽ rút kinh nghiệm làm sao này cho các cô dạy là dạy dạy dinh dưỡng ý, chứ mà cứ đi cho các cô đi tập gym chỉ chết phụ huynh thôi. Tay to là đập chết các cháu đi. Cái này là hỏi gì vậy? Đi thế đi thế. Ừ, chút cả. Thế à? Thế cứ hỏi lại nhá. Không hiểu không hiểu. Này nhóm này nhỏ nhá, con đấy là nó toàn giả vờ thôi. Bây giờ là đến con tế phải không? Dạ đúng chứ. Vào đi. Xe cấp cứu đi chậm lắm. Tế ơi, Tế ơi. Tế ơi, ra cái chị vào Tế ơi. Ra lên Thiên Đình báo cáo Tế ơi. Y tế có em. Cái con này là con gì? Biết mấy cô đấy rồi, ưu tiên cô trình bày đi. Vâng, để em xin phép trình bày ạ. Để cho trình bày chuyên nghiệp nào nào, đồng với hai nước nào. Có táo hải sản à? Không, sao lại danh sách
hóa chứ mày mới được điểm đấy chứ. Không phải thế. Văn hóa. Mới lên hả? Mới rất trẻ. Vương mẹ mày có nặng không? Này sao được tí mẹ đấy nhé. Được chưa? Năm rồi cô ơi biết bao nhiêu điều hay ho, cờ đi qua em ngay mưa miêu đạt thì mỗi mỗi hôm nào ngày xưa mới môi nặng 5 cân để mà đi thi không giải như ai. Năm rồi cô ơi biết bao nhiêu gì căng đan, một cô gái cô ý có tên là chị tôi nghĩ rằng là 2018 sẽ hứa hẹn cho
đất nước Việt Nam nói chung, một cái sự phát triển thịnh vượng và đặc biệt là quan hệ hai nước giữa Việt Nam và Bangladesh. Còn về khu vực của táo quân hôm nay thì tôi nghĩ là có phải nói là cũng ấn tượng với tất cả các cái nhân vật, nhưng đặc biệt nhất thì chắc là Hoàng hậu ngày xưa, rồi cải cách giáo dục, rồi còn chú em thì sao ạ? Nhân vật tưởng nhân vật nào nhất ạ? Tôi thì ấn tượng nhất là Tả Ngọc Hoàng ấy. Tại sao lại ấn tượng nhất Ngọc Hoàng? Vâng, rất là hay, rất tự nhiên và rất đúng cái là rất là phong cách của Ngọc Hoàng, đúng không ạ? Ngọc Hoàng có thể chia sẻ một chút về ý tưởng khi mà mình viết cái kịch bản này, ai là người viết kịch bản, và cái phần ấn tượng nhất mà tôi nghĩ là mọi người ở đây đều chia sẻ đó chính là cái phần chế nhạc, phần chế lời cho các bài hát. Vậy các anh chị em trong FPT đã phải tập luyện như thế nào cho phần buổi diễn vừa rồi? Trước mấy thì là con xin phép được cảm ơn đại sứ quán đã cho con có cơ hội để được đóng góp một phần vào chương trình đón Tết đầu năm. Về con muốn chia sẻ về chương trình kịch cuối năm của con thì con mang đến tất cả chương trình chào xuân 2018 với văn hóa Stico, văn hóa đến từ FPT, đó là sáng tác của Huy và bọn con đưa vào những cái chất lượng lời thường, những cái sức tin mạng để chứng minh cái thành tiêu và những cái khó khăn của kinh tế, giáo dục, giao thông và các lĩnh vực khác, sau đó chúng ta đưa vào cái lời bài hát thiếu nhi, là cái chất lượng mà có thể nói là rất là quen thuộc với tất cả những người Việt Nam. Và khi đó thì thứ nhất là nghe thì nó sẽ như thế nào sẽ nghe. Vâng ạ, như bạn có nói rằng là FPT là một cái tập thể rất là trẻ trung, và cũng hiểu sao mỗi khi nhắc đến FPT thì trong đầu tôi lại hiện ra các bạn là người rất là có nhiều năng lượng, rất nhiều sáng tạo. Vâng, và tôi cũng đã xem nhiều gọi là trên YouTube rất nhiều những cái tiết mục văn nghệ của các bạn, và tất cả tiết mục rất là ấn tượng, và hôm nay một lần nữa các bạn đã đem đến một cái ấn tượng cho các khán giả, các khách mời đến tham dự cái Tết cộng đồng ngày hôm nay. Xin được cảm ơn tất cả các bạn, và một thông tin nữa tôi nghĩ rằng là tôi thấy là vừa rồi Táo Quân phiên bản VTV đã đăng ký bản quyền tại Mỹ. Tôi nghĩ là Pháo Quân phiên bản Đắc Ca nên đăng ký bản quyền tại Bangladesh. Các bạn đồng ý không ạ? Vâng, xin cảm ơn các bạn diễn viên đã tiếp tục tham gia vào tiết mục vừa rồi. Xin cảm ơn đại sứ và phu nhân đã tham gia vào giao lưu. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Cảm xúc của anh sau buổi chiều hôm nay là gì? Còn lâng lâng lắm, còn đang bận edit hậu kỳ đây này, còn nhiều việc lắm, lâng lâng lắm. Thôi anh làm đi nhá. Ừ. Cô Dục ơi, cảm xúc của cô Dục sau buổi chiều hôm nay như thế nào nhỉ? Vẫn còn run, nhưng phê. Tôi còn đang bận xem có bao nhiêu lượt like, lượt share và subscribe. Wow. Hãy like, share và subscribe cho chúng tôi nhé. Được.
quay hình rồi. Bắt đầu quay rồi. Hello. Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Đây là đoàn táo quân nước Lào đang đi trên đường. Đây là đoàn đại biểu Việt Nam đến đại sứ quán. Đến đại sứ quán Việt Nam để chào nhân dịp Tết con chó là cái Tết gì nhỉ? Mậu Tuất. Đây là Hoàng Thượng. Đây là táo thể thao kiêm giáo dục. Đây là táo y tế. Đây là cây đào. Đây là vệ sĩ của táo văn hóa. Đằng xa xa ngồi mặc áo đỏ là màu nâu. Là Thơ Lơi. Ở giữa là táo kinh tế. Còn xa hơn bên này đang bị ho là táo giao thông. Đây là bác lái xe. Ông lên qua. Đầu ơi đây. À, thế sao năm nay đầu? À đây rồi, đang bảo là tại sao mà hôm nay sao lại nam tính thế? Hóa ra là trên đầu đầu đã có cái nơ rồi. Đấy, nơ chưa? Xinh đấy. Ai đây? Một đào. Một quả đào, hai quả đào. Nhật là cái gì không hiểu. Tại sao cái thứ này nó lại tân? Cô là ai? Nam Bảo. Cô đi ra đi, cháu không quen cô. Đây là Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng. Đây là vệ sĩ. Đây là vệ sĩ. Anh Thông. Ok. Đây là quỷ. Đây là hình ảnh chị giáo dục đang hỗ trợ cho chị y tế lắp tay nước biển. Cần buộc kẹp vào thôi. Kẹp không thẳng nữa, mà sẽ vào thẳng nữa. Ừ. Rõ, tổ sư người ta. Rõ. Ai các bạn được quay. Ok chưa? Anh học kịch bản không? Tốt. Mỗi nào là sinh thôi. Mỗi nào là sinh thôi. Không phải đâu. Em không biết đâu. Để quay cái lần trên đầu cục. Kiểu. Không có. 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 Không